hôm nay là ngày mùng 1 Tết và cũng như truyền thống của người Việt Nam, ngày mùng 1 là ngày mà người ta chiêm ngưỡng và quan tâm đến cây cảnh cũng như là hoa. Và hôm nay thì chúng ta cũng xem ba loại cây được xem là loại cây độc và lạ dùng để làm cây cảnh. Đầu tiên là đây là cây nhãn tím, giống nhãn có xuất xứ từ Sóc Trăng. Và cái điều đặc biệt là cây nhãn này nhìn nó đẹp tuyệt, dù có trái hay không thì lá của nó cũng đã có màu bắt mắt rồi, nó có một cái màu tím ngắt. Nó như ở đây, và so sánh với những cái loại cây, những cây mà có lá xanh bên cạnh thì ta thấy cái màu tím của nó như thế nào. Và nhãn tím này theo những thông tin trên báo chí thì nói là nguồn gốc của ông Huy tại ký sách Sóc Trăng, nhưng mà theo như thông tin tôi biết trên mạng nữa thì ở nước ngoài như là Malaysia cũng có nhãn tím, ở đó người ta gọi là Ruby Longan. Và ở Việt Nam thì cũng có một loại nhãn tím khác chứ không chỉ là nhãn tím này, nhưng mà nhãn tím kia thì mới xuất hiện thôi. Loại cây độc thứ hai đó là sen vuông. Đây là một loại sen khổng lồ, nhưng mà nói là sen thôi chứ thực sự thì nó nửa bông súng nửa sen, và cái lá của nó thì ngồi đứng là không chìm. Đây là loại cây đặc trưng của chùa Lá Sen tại Đồng Tháp. Và ta nhìn hoa nó đây, hoa rất to và màu trắng buổi sáng, nó chuyển sang hồng buổi chiều, và đến ngày hôm sau thì nó chuyển thành màu tím và nó tan đi. Và loại sen vô này thì chỉ dùng để làm cây cảnh thôi, chứ nó không có tác dụng nào khác, bởi vì nó hoàn toàn không có ăn được. Cây thứ ba mà tôi muốn nói hôm nay đó là chuối chân voi. Đây là loại chuối có xuất xứ từ Việt Nam, nó là chuối rừng, và giống như tên gọi của nó, ta nhìn cái gốc nó thì ta có thể hình dung ra người ta gọi chuối chân voi bởi vì người ta muốn diễn tả về cái gốc của loại chuối này. Gốc rất to, cực kỳ to luôn. Và điều khác lạ của loại chuối này so với những chuối khác là nó không có nhảy con, nghĩa là chuối này nó không có sinh ra con, mà cây con nó phát triển từ hạt, và hạt nó thì ươm rất là khó lên. Chuối này thì không chỉ dùng để làm cây cảnh mà còn dùng để làm thuốc, hạt của nó để ngâm rượu hoặc là dùng trong các bài thuốc đông y. Loại chuối nữa là chuối táo quạ khổng lồ. Đây là loại chuối ăn được và ăn rất ngon nữa, nhưng mà vẫn có thể dùng làm cây cảnh. Và ta xem đây, trái của nó to cực kỳ, to hơn những loại chuối khác rất nhiều. Tôi chỉ nghe nói có một loại chuối ở Papua New Guinea thì có thể loại chuối đó mới to hơn được chuối táo quạ này, nhưng mà hiện tại ở Việt Nam thì chuối táo quạ này là to nhất. Và nếu như những ai có vườn rộng thì loại chuối này có thể trồng làm cây cảnh ngon lành. Và loại cây thứ năm đó chính là ổi tím. Ổi tím thì là loại ổi có xuất xứ từ Malaysia, nó cũng tương tự như nhãn tím thôi, lá thân cành hoa tất cả đều có màu tím và có quả rất đẹp, nhưng mà quả của nó thì ăn khá dở và chỉ dùng được trồng để làm cây cảnh, chứ ít ai mà ăn những cái trái của cây ổi tím này. Và đây là trái của nó nè, nhưng mà ổi tím nó ăn dở, nhưng mà trong khi nhãn tím thì ăn ngon nha. Nhãn tím thì không phải là ăn dở như ổi tím đâu. Đó, vậy là tao vừa xem qua năm loại cây được xem là loại cây độc lạ để dùng làm cây cảnh. Thứ nhất là nhãn tím, rồi sen vua, chuối chân voi, chuối táo quạ và ổi tím.